Xin chào tất cả mọi người. Một cái dự án gọi là tâm điểm của khu Nam và đang gọi là rất là ồn ào náo nhiệt và được rất là nhiều sale quan tâm và đặc biệt là nhà đầu tư Nửa Vòng Lê Trang. Thì hôm nay Phước Sửu và Lê Trang đi thực địa cái dự án này, xem là cái dự án này nó theo như cái lời bàn tán như vậy á, thì nó có đúng hay không và nó có những cái ưu nhược điểm gì phải không Lê Trang? Rồi, hiện tại thì chúng ta đang đứng ngay cái dự án Grand Sentosa của chủ đầu tư Tài Nguyên và được phát triển bởi tập đoàn Novarup. Thì đây là một cái dự án mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là tất cả ở khu Nam đều tập trung về cái dự án này hết. Thì có những cái điểm như thế nào thì để mình tìm hiểu về cái dự án này ha. Lê Trang ơi, Phước Sửu và Lê Trang đang đi tìm hiểu lại thử là cái dự án này á, gần như là 13 năm ngủ đông rồi Lê Trang. Thì không biết là bây giờ đó, khi mà nó hình thành lại á, thì nó có bị xuống cấp hay không á Lê Trang? Thì mình thấy đây là dự án á, ngay cả chủ đầu tư đầu tiên họ làm, thì họ làm, họ đã xây dựng một cái kết cấu vô cùng là vững chắc rồi. Và đây là một cái dự án mà mặc dù là đã xây dựng rất lâu và đã bán chưa thành công ở các giai đoạn trước, nhưng mà về cái tiến độ xây dựng và cái kết cấu công trình á, mà hầu như các khách hàng mà họ biết về cái dự án này họ đều là cảm thấy yên tâm và không có một cái gọi là cái comment không có tốt về cái dự án này. Thấy là đây là một cái dự án mà về cái kết cấu xây dựng cũng như là cái hạ tầng ở đây á, thì chủ tư từ những chủ tư trước họ đã làm rất là tốt rồi. Bây giờ Novarup sẽ phát triển theo một cái hướng mới hiện đại hơn ở cái thời điểm này thôi. Quá tuyệt vời Lê Trang. Như Phước Sửu thấy á, ở đây á là không phải là những cái công trình dang dở đang xây dựng, mà dự án là những cái công trình gần như là hoàn thiện xong phần thô rồi. Một số cái tòa nhà ở đây á, là coi như là đã có phần kiến che là lắp ráp xong rồi phong Lê Trang. Làm như vậy á, là cho cái kết cấu của công trình gần như là nó cũng được bảo vệ rất là tốt rồi. Gần như hoàn thô, phần thô một vài cái bên này là đã hoàn thiện ha. Và giống như là cũng gần như là cũng bảo vệ được một vài cái gọi là cái thời tiết, hoặc để cho nó cái kết cấu công trình nó giảm đi phong. Như mình thấy là thực tế thì ở đây á, tầng hầm là đã có tầng hầm và ở đây có hai cái lối, một cái lối là phía Nguyễn Hữu Thọ và một cái lối là phía giáp ranh giữa dự án này và Hoàng Anh Gia Lai 3. Thì phía trước là mình thấy là mặt tiền rất là rộng nè, đó, 3-4 xe vẫn đi rất là thoải mái. Và ở cái dự án này thì những cái bọc thép ở trên là đã hầu như là cái phần kết cấu thô á, những cái căn thấp nhất là cũng khoảng là tới tầng 15-20 rồi. Và có những tầng thì lên Trang nghĩ là ở những cái dãy này là đã tích nóc xong hết rồi. Đó, mình xong nghĩ là cái thời gian mà để hoàn thiện một cái dự án này và làm cho nó đẹp thì nó không phải lâu nữa. Không phải lâu, là coi như là hoàn thiện khá là nhanh phòng Lê Trang. Có một cái điều đặc biệt đó là như đâu có dự án này là nó có cái vị trí vừa là rất là đắc địa phòng Lê Trang. Thì Lê Trang có thể phân tích cho cả nhà biết được cái là dự án này nó sẽ là một cái tâm điểm của nhà bè như thế nào? Thì mình để Nova là một trong những tập đoàn mà đã phát triển cái nhiều cái dự án căn hộ rất là thành công, và vị trí của Nova thường là những vị trí rất là chiến lược và đắc địa. Thì mình thấy đây là vị trí là mình thấy là nó là góc của Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh, và một ba mặt của nó là giáp sông hết. Giáp sông hết toàn bộ luôn. Hai mặt giáp đường. Ba mặt giáp đường luôn, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thọ và đường tiếp nối với Hoàng Anh Gia Lai 3 này. Và còn lại là hai mặt bên kia là giáp sông rồi. Thì đây là một cái khoảng sông lớn và cái vị trí của nó là đầu của nhà bè, giáp ranh quận 7 luôn. Và hầu như là cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này là trục đường huyết mạch lưu thông chính của cái nhà bè của mình. Như Phước Sửu và Lê Trang đang đứng đây là con đường bắc qua từ đường Nguyễn Hữu Thọ và sang Lê Văn Lương. Đối của cái căn hộ này là căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 đã đưa vào cũng khoảng được vài năm rồi, và hiện tại và cũng có rất là nhiều tiện ích. Nhưng mà đang rất là thắc mắc thì bây giờ là khi mà Tài Nguyên nè sẽ là làm hồi sinh lại Kentenot thì nó có những cái tiện ích như thế nào, Lê Trang có thể là phân tích cho cả nhà xem được là những cái tiện ích như thế này được không? Cái tên dự án mới của mình đó là Grand Sentosa. Yeah. Thì đây là dự án mà chủ đầu tư họ làm vừa kết hợp là giữa căn hộ cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, ở đây là một cái trung tâm thương mại lớn nha, 5 tầng, và kết hợp đó là có bến du thuyền và có một cái khu trung tâm nhạc nước cực kỳ lớn ở khu vực này. Thì Trang nhớ là cách đây 2 năm về trước thì cũng đã tổ chức một cái buổi nhạc nước cực kỳ hoành tráng ở khu vực này, và tập trung là hầu hết những cái khách tham quan ở các nơi địa phương
đêm nhạc nước đó rất là hoành tráng, đã tổ chức tại cái khu vực này nè bạn. Rồi, ok. Trước khi mà mình nói về cái tiện ích thì mình nói đến cái tên Grand Sentosa, thì Phước Sửu cảm nhận như là một cái tên này nó rất là gần gũi và một cái địa danh mà Phước Sửu đang từng du lịch tới. Và Trang, Lê Trang có biết đó ở đâu không? Đó là Singapore. Là một cái công viên gọi là giải trí cực kỳ lớn ở Singapore. Thì cái cảm hứng của cái dự án này bắt nguồn từ Grand Sentosa, Sentosa, công viên Sentosa của Singapore. Thì gọi là một cái công viên giải trí cực kỳ rất là nhiều tiện ích, là bên sông và có những cái khoảng không và cây xanh rất là đẹp. Thì ở đây tài nguyên và kết hợp với lại Novaland là đơn vị phát triển sẽ là tái hiện lại những cái tiện ích gọi là có 102 tại Singapore. Thì Lê Trang có thể là nói sơ qua về những cái tiện ích này để cho cả nhà nắm được hay không? Thì mật độ ở đây, mật độ xây dựng của mình chỉ khoảng 2-3% thôi, và mật độ cây xanh của mình chiếm diện tích rất là lớn, là 77% khoảng không cây xanh. Thì ngoài cái những cái đường công viên bờ sông á, dọc cái bờ sông của mình hai bên như nãy Trang nói á, là có những cái công viên đi dọc bờ ven sông, có những cái khu trò chơi ven sông và những cái lối tiểu cảnh á, và đi lên và đặc biệt á, là những cái shop house của dự án này nó sẽ cũng bao bọc quanh sông luôn. Nó giống như một cái dự án của Phú Mỹ Hưng mà nằm trên cái kênh đào cầu Hồ Bán Nguyệt á, Phú Mỹ Hưng á, nó rất là đẹp. Thì ngoài ra thì trong đây thì mình nghe nói là có sẽ có là căn hộ về căn hộ khách sạn 5 sao á, và có bệnh viện, có trường học, có những cái tiện ích mà nằm ở trong trong dự án, là nó có nghĩa là cái dự án này mật độ của mình rất là thấp, và dành hầu như là toàn bộ cái tổng diện tích là để dành cho tiện ích của cư dân hết. Ngoài ra thì cái lối tầng hầm ở đây là tới hơn 80.000 m². 80.000 m² để dành cho là cư dân ở trong dự án và cũng như là cư dân ở ngoài có thể là vào đây mình chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp ở đây và những cái tiện ích của dự án này. Nếu mà gọi là muốn gọi là tới trải nghiệm những cái show nhật nước nè, những cái chương trình biểu diễn thời trang hoặc là những cái lễ hội mà Ken bên Sentosa tổ chức, thì tha hồ mình có chỗ bãi gửi xe, phải không? Và điều đặc biệt là xung quanh căn hộ là những cái dãy shop house đa muôn màu muôn sắc và rất là nhiều kinh doanh, rất là nhiều mặt hàng, tha hồ mua sắm, phải không Lê Trang? Gọi là một cái quần thể căn hộ gọi là đẳng cấp của Novaland phát triển, sẽ đem đến cho một cái sản phẩm gọi là có 102 tại nhà bè, vượt qua tất cả những gọi là cái khó khăn, những cái tình hình gọi là dịch bệnh, tất cả mọi thứ, và nó sẽ là một cái gọi là cái biểu tượng rất là đẹp, biểu tiện của thành phố Nam Sài Gòn sắp tới, phải không Lê Trang? Thì như nãy mình mới nói là giống như là tái hiện lại một cái vẻ đẹp của Singapore, một cái con rồng của châu Á. Thì đây là một cái dự án như là con rồng đã ngủ quên và chuẩn bị thức giấc với một cái sự hoành tráng lệ mà nhiều cái khách đầu tư của mình đã rất là quan tâm trong thời gian này. Rồi, để có nhiều thông tin hơn, alo cho Phước Sửu hoặc là Lê Trang, sẽ có nhiều cái thông tin là bán hàng nè, rồi có những cái chính sách gọi là cực kỳ ưu đãi cho khách hàng mua trong đợt này. Thì chuẩn bị thì tới cái ngày 10 sắp tới á, thì là kick off, không? Chuẩn bị kick off, và khoảng mình nghe nói thì khoảng ngày 25 tháng 8 này sẽ là mở bán. Thì mình sẽ đưa về những cái thông tin mới nhất đến quý vị khán giả cũng như là đến quý khách hàng đã quan tâm tới dự án này. Xin liên hệ với Phước Sửu và Lê Trang theo số hotline bên dưới. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.